Vâng, xin chào quý vị các bạn. Anh em tôi vừa làm một vòng quanh công viên Mai Dịch. Trong chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ review một tòa căn hộ rất là mới tại khu Goldmart City. Và tòa căn hộ đấy như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn theo chân chúng tôi. Ok anh. Ô nhưng mà anh ơi, mặc này thì không được phép lên căn hộ đâu. Thế à? Anh mình phải thay đổi trang phục. Thế thì quý vị và các bạn chờ chúng tôi một tí nhá. Xin chào tất cả mọi người, và bắt đầu từ ngày hôm nay, Long sẽ thay mặt anh Trung đẹp trai tại các chương trình của Housey. Và ngày hôm nay thì Long sẽ dẫn mọi người đi tham quan một loại hình căn hộ rất rất đặc biệt tại dự án Goldmart City 136 Hồ Tùng Mậu mà chắc chắn là rất ít người biết. Và xin mời mọi người cùng khám phá với Long nhé. Xin chào tất cả mọi người, và tôi đang có mặt tại sảnh của căn hộ tòa nhà Diamond Goldmart City 136 Hồ Tùng Mậu. Như quý vị đang thấy đây, sảnh của thang máy chờ đây có chiều rộng là 2m9, khá là rộng rãi để mọi người có thể di chuyển. Và như mọi người có thể thấy là ở ngoài sảnh này thì sẽ có 4 thang máy hoạt động và một thang máy ở bên trong kia nữa. Thế là vậy là tổng chúng ta sẽ có 5 thang máy, và mật độ căn hộ ở đây chỉ có 8 căn trên một sàn. Và xin mời mọi người cùng đi vào căn hộ ở Duplex tại dự án Goldmart City với tôi. Hello, rất vui được quay trở lại gặp lại quý vị. Tôi quay trở lại đây, và vừa rồi Long có đùa thôi. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhờ Long, một chuyên viên kinh doanh của dự án Diamond ở Goldmart City, sẽ dẫn quý vị và tôi đi trải nghiệm căn hộ Duplex này. Trước khi mình trải nghiệm cái không gian của nó, xem nó hay hơn căn hộ bình thường như nào, thì anh muốn em cung cấp cho anh với quý vị cái thông số của căn hộ Duplex này. Anh Trung ơi, căn hộ Duplex này là căn hộ duy nhất mà có tại tòa Diamond Goldmart City. Ở tại căn hộ Duplex này chỉ có duy nhất một trục căn là trục căn số 03 ở tòa Diamond. Trục 03. Vâng, chỉ có trục 03 thôi. Và bắt đầu từ tầng 5 cho đến tầng 40. Đấy, thì tòa Diamond này nó sẽ có một cái sự khác biệt cũng hơn một chút. Nữa là từ tầng 1 đến tầng 4 thì họ sẽ làm tầng thương mại dịch vụ. Giống như anh vừa xem ở dưới thì sẽ có những phòng xông hơi, phòng massage, phòng gym hay là siêu thị, trường học. Anh Trung ơi, ở căn hộ Duplex này thì có diện tích là tổng diện tích tim tường là 213m2 và diện tích thông thủy là 186m2. Và tầng 1 mà anh mình đang đứng ở đây thì có diện tích là 106m2. Và trên tầng 2 nó có một cái thông tầng ở đây, cho nên diện tích nó sẽ nhỏ hơn một chút, diện tích nó sẽ là 82m2. Và tổng cái diện tích sử dụng của nhà mình ấy, ngày mai khi mà anh về ở thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 182 đến 183m2. Đấy là diện tích thông thủy và tính trên giá tiền. Như anh có thể thấy ở đây thì cái khu vực bên này sẽ là khu vực bếp. Đấy, bếp hoàn toàn có thể làm theo hình một cái kiểu không gian bếp mà nó mở một chút. Đây là một cái hình bếp hình chữ L ở đây anh này. Đấy. Và ở đây thì theo cái thiết kế của chủ đầu tư, họ đưa ra cái concept cho cái căn hộ này thì khu vực này sẽ là khu vực quầy bar. Đấy, và đó là những cái không gian mà rất nhiều người thích. Khu vực bên này sẽ là khu vực bàn ăn, mình nấu nướng hóa rộng cho mọi cái quầy bar ở đây, ngồi ở đây. Và này sẽ là khu vực bàn ăn gia đình mình. Cái khu vực bàn ăn uống này cũng rất là rộng anh ạ. Vì là căn hộ Duplex và có đến 5 phòng ngủ cơ, cho nên em nghĩ là khi mà ở căn hộ này, thường thì những căn hộ như thế này thì thường khoảng tầm 3 đến thậm chí là 4 thế hệ ở đây. Cho nên cái việc mà chủ đầu tư họ đã thiết kế ra một cái không gian ăn uống đây thì em thấy nó rất là rộng rãi. Cái chủ đầu tư này gợi ý khá là tốt cho tôi và quý vị khán giả. Tôi cũng muốn Long chia sẻ thêm cái giá trị của cái khoản này đi cho mọi người xem. Tại vì okay, em là người hiểu nhất. Vâng. Em quên mất chưa giới thiệu cái đây là cái không gian phòng khách. Phòng khách. Mình có thể để ghế sofa ở đây, và bên phía bên này mình sẽ làm TV đúng không? TV loa đài. Kệ. Mời mọi người cùng anh em tôi ra xem cái view đi. Cái view cũng là một cái điểm rất là quan trọng của căn hộ mà anh hay review cho mọi người xem. Dạ vâng. Trước khi đến với cái view thì anh Trung có thấy là cái căn hộ Duplex này nó có cái ban công nó rất là rộng đúng không anh? Cái lô ra rất là rộng. Gọi là ban công, gọi là ban công được đấy, đúng tại rồi. Vì nó gần như là nhà mặt đất mà. Đúng rồi. Mà khi có ban công rộng này thì anh có thể bố trí làm một cái tiểu cảnh cảnh quan đây. Có ghế ngồi. Đấy, bạn bè hay là vợ chồng có thể ra ngoài này và mình cùng chill với nhau. Nói chung là rất là phê. Cái trần ban công này cũng rất là rộng nhá. Mọi người xem này. Rất là đẹp. Có sẵn hai cái đèn kìa, nó hắt xuống. Nói thêm về cái view một chút, cái này thì tôi xin phép nói thay Long bởi vì tôi chính mắt tôi nhìn thấy này. Thì, mọi người có thể quan sát từ cái view của căn Duplex Diamond. Có hai cái phần chính, một là view nội khu ra cái khoảng sân chơi của tòa Sapphire bên dưới kia.
Và cái thứ hai là chúng ta sẽ view ra được công viên Mai Dịch mà lúc nãy tôi với Long vừa làm vài vòng vòng chạy đấy, thư giãn đấy. Hay là anh em mình xem tiếp những phần khác nhỉ? Dạ vâng, xin mời anh Trung vào đi tiếp theo vào trong căn hộ. Em dẫn anh vào trong cái không gian phòng ngủ đi. Bên tay trái của mình sẽ là một không gian phòng ngủ phụ đầu tiên. Mời quý vị. Dạ vâng. Đây là không gian phòng ngủ. Ở trong phòng ngủ này thì cũng được thiết kế một cái kính tràng hướng nhìn sang quảng trường, rất là đẹp. Vâng. Diện tích của cái phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 9m2 anh ạ. Bên tay trái này cũng sẽ là một cái phòng ngủ nữa anh. Ngoài ra thì có phòng ngủ trong bên trong à? Vâng, đây là một cái phòng ngủ phụ nữa, diện tích khoảng tầm 6m2. Đây cũng là một phòng ngủ mà lúc nãy tôi không quan sát được. Tôi tưởng đây chỉ làm cái lô ra để máy giặt với sân phơi thôi. Hóa ra trong này lại có một phòng ngủ khác. Phòng ngủ này thì tôi thấy là nó phù hợp với cho người giúp việc ấy. Nhà anh chị nào mà có người giúp việc là có thể bố trí ở đây, tại vì nó gần cái khu bếp này, gần cái khu giặt giũ này. Rất là tiện, nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Bên này anh Trung ơi, bên này là cái nhà vệ sinh chung. Đấy, thì ở tầng 1 này thì nó có duy nhất để nhà vệ sinh thôi. Xem thiết bị thứ ở đây ngon không. Đây là những cái thiết bị mà chủ đầu tư sẽ bàn giao cho nhà mà khi mà khách hàng mua căn hộ ở đây. Đây là thiết bị của hãng American Standard. Đây cũng là một cái hãng thiết bị vệ sinh rất là nổi tiếng. Đây. Cơ bản thôi, cũng rất là đủ cho nhu cầu của mình. Ở đây sẽ có một cái phòng tắm đứng này, đã được vách kính ngăn đầy đủ, không bị hở như một số dự án để mỗi phòng tắm đứng nhưng mà lại chả làm cái vách kính gì cả. Ok, bây giờ em xin mời anh Trung lên tầng 2 nhé. Ok, mời quý vị các bạn. Đây là cái cầu thang chúng ta sẽ có sẵn đúng không? Vách kính anh ạ, có sẵn. Có sẵn đây là căn hộ bàn giao thực tế này. Khi mà khách hàng mua, tức là xuống tiền như nào, bảo hành như nào thì mình sẽ có được toàn bộ những cái mình nhìn được trên video ấy. Đây anh Trung này, đây là một cái cửa này, anh có thể đi về khuya bất kỳ lúc nào. Thì anh không cần phải gọi. Đây, anh có chìa khóa riêng và anh đi vào cửa này cũng được. Rồi, cái khoảng này rất là hay nhá. Khoảng này như nào nhỉ? Mọi người cảm giác khi chúng ta đi lên cầu thang thì chúng ta sẽ có một cái không gian để chúng ta chia tách các không gian sinh hoạt riêng. Bên trái có một phòng ngủ này, bên phải tôi thấy có hai phòng ngủ cộng một phòng vệ sinh. Vâng, em xin mời anh Trung vào bên này, phòng ngủ bên này. Phòng ngủ này thì nó sẽ nằm trên cái phòng ngủ phụ đầu tiên ở lúc nãy mình đúng có rồi, xem. Phòng ngủ phụ đầu tiên. Không gian khá là tương tự. Vâng, nó cũng tương tự đấy ạ. Diện tích nó khoảng tầm 9m2 anh ạ. Toàn bộ căn hộ ở đây, cái phòng ngủ anh thấy là đều kéo kính từ kính trên tràng, dưới. Kính tràng, nên là rất là sáng. Ok anh Trung ơi, đây là cũng là một cái nhà vệ sinh chung, được chung giữa hai phòng ngủ này. Tức là ở hai phòng ngủ trên tầng 2 đúng không? Vâng ạ. Mình sẽ có một phòng vệ sinh chung. Vâng. Và có một phòng ngủ master đúng không? Dạ vâng. Ok. Thế thì anh em mình ra phòng ngủ master đi, tại vì phòng ngủ phụ này chắc cũng không có gì đâu quá. Đây em vẫn muốn anh Trung vào trong phòng ngủ phụ này anh. Không gian phòng này nó cũng sẽ rộng. Rộng quá. Vâng. Phòng này sẽ rộng hơn khoảng tầm 12m2. Vâng, 12m2. Phòng ngủ này rộng hơn hai phòng ngủ phụ kia. Bên trong này thì sẽ có một cái cửa nhỏ để lấy sáng và lấy chúng ta sẽ có một cửa sổ rất là may nhá. Anh đang định chê cái phòng ngủ này này, tại vì phòng ngủ mà không có cái cửa sổ lấy ánh sáng và lấy gió là hơi bị bí. Dạ vâng. Mà may ở đây có một cái anh Trung ơi, đây là cái căn hộ phòng ngủ, đây là cái phòng ngủ master. Wow, đây cũng là cái phòng ngủ mà rộng nhất tại căn hộ duplex. Chờ anh một chút để anh cho mọi người cái trải nghiệm của anh. Quý vị nhá, nếu mà chỉ nhìn tới đây thôi đúng không, nó là một phòng ngủ bình thường gọi là master, nó hơi kinh, nhưng mà mọi người xem trong này nó còn một khoang này nữa cơ. Trong này một khoang này biết là để làm gì không ạ? Ở đây tôi tưởng tượng ra nhá, nó sẽ có hai hệ tủ chạy xung quanh, một là để túi này, để giày này, bộ sưu tập túi, bộ sưu tập giày, bộ sưu tập quần áo ở trong này hết. Và khi tưởng tượng mà xem, chúng ta vừa tắm xong chúng ta thay đồ thì cái không gian thay đồ hoàn toàn nó được riêng tư với không gian của phòng ngủ. Đây là một cái thiết kế tôi cực kỳ đánh giá cao. Và chúng ta sẽ xem cái phòng vệ sinh của căn master. Phòng vệ sinh căn master thì bàn giao cả một cái bồn tắm nằm long nhỉ? Vâng, bồn tắm nằm anh ạ. Phòng của master này anh rất thích. Tuy nhiên có một cái điểm, nhưng gọi là một cái điểm nó hơi tiếc một chút. Nếu mà cái tường này mà nó làm tràn ra tận đây thì đẹp, bởi vì nó sẽ có nhiều ánh sáng hơn. Thực ra bây giờ ánh sáng ban ngày khá là đủ, nhưng mà nếu mà được tràn hết thì sướng nhỉ? Đẹp đúng không anh? Rồi, bây giờ phần quan trọng nhất này, muốn Long chia sẻ về giá của
đơn giá của duplex này để anh và quý vị có thể tham khảo. Thưa anh Trung, là cái đơn giá của căn hộ duplex này về tổng giá, tổng giá bán thì nó rơi khoảng tầm từ 5,9 cho đến 6 tỷ. Đấy là cái giá mà anh được sử dụng cái chính sách là vay lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Và anh chỉ cần bỏ ra 30% là anh có thể sở hữu nhà rồi. Và ngoài ra nếu mà anh Trung có thể thanh toán bằng vốn tự có của anh Trung ấy, anh thanh toán hết thì anh có được giảm giá. Nếu anh thanh toán 95% thì anh sẽ được chiết khấu 11% tổng giá trị căn hộ. Oh my god! Wow! 11%? 11% anh ạ. Thì hiện tại như là cái căn hộ mà anh mình đang review đây, nó ở tầng 29. Đấy thì cái khoản giá ở tầng 29 này sau khi chiết khấu nó rơi khoảng tầm 5 tỷ 150 triệu. Là anh có thể nhận nguyên cái căn hộ như này. 5 tỷ và nhận luôn sổ nha anh nhá. Đây là cũng một điều rất là đặc biệt. Vì có sổ luôn. Có sổ luôn ở tất cả các căn hộ rồi. Và em quên chưa nói với anh Trung là toàn bộ các căn hộ tòa Diamond này đã được chủ đầu tư TNA và Homax City họ bán lại cho chủ đầu tư thứ cấp, đó là chủ đầu tư MB Land. Và toàn bộ các căn hộ này đã có sổ rồi. À, bây giờ mình mua coi như là mình mua theo một hình thức mua bán là chuyển nhượng anh Trung ạ. Thế thì rất là chắc chắn. Khách hàng rất là yên tâm vì bọn em đều có sổ hết rồi. Vậy thì về giá cả thì ra 28,1 loanh quanh tầm đấy anh cũng thấy cũng khá là ok. Vâng. Nhưng có một vấn đề là thực sự là chia sẻ với mọi người một chút, tôi thì ở Goldmark khá là lâu rồi, nhưng mà mỗi lần anh chị bạn của tôi ấy, hoặc là quý vị khán giả mà xem kênh ấy, hỏi là ở Goldmark nó còn kiểu kiện tụng hoặc là tranh chấp gì như ngày xưa hay không, thì bây giờ nhờ Long gọi là chuyên viên kinh doanh của dự án này có thể chia sẻ cho mọi người. Thực ra em xin chia sẻ với anh Trung là đúng là thời điểm bàn giao ngày trước khi mà bắt đầu bán, chủ đầu tư bán bên phân khu Ruby và khách hàng bắt đầu ở phân khu Ruby thì có rất nhiều vấn đề xảy ra liên quan đến tranh chấp lối đi hay là tranh chấp cái việc mà chủ đầu tư không làm hàng rào bảo vệ để cho cư dân ở khu vực khác hay là những cư dân lạ họ đi vào sử dụng cái tiện ích chung của cư dân. Thì cái đấy em hoàn toàn ủng hộ, đấy là quyền lợi của cư dân và những cư dân ở đây họ đã cùng đồng lòng để họ có tiếng nói chung. Thì em cũng thấy rất là hay vì Goldmark City thực sự là cộng đồng cư dân rất đoàn kết, họ rất văn minh và rất đoàn kết. Và thời điểm hiện tại thì những cái vấn đề đấy đã được giải quyết xong hết rồi. Nên là cái thời điểm này thì em nghĩ là anh Trung hay là bất kỳ khách hàng nào khi mà mua Goldmark City rất có thể rất yên tâm là sẽ không còn xảy ra những cái vấn đề kiện tụng gì nữa. Cảm ơn thông tin Long chia sẻ. Thực ra là anh sống ở đây mà, nhưng mà không có cơ hội để mà nói hoặc là chia sẻ cho quý khán giả cái góc nhìn đó để mọi người yên tâm để có thể về đây nghiên cứu lựa chọn cái dự án này. Thế còn phí dịch vụ thì sao em? Ví dụ phí để xe này với lại nếu mà anh trả anh có được tắm bể bơi các thứ miễn phí không? Hiện tại là bên Sapphire chưa thành lập được ban quản trị. Cho nên là phí dịch vụ hiện tại đang tạm đóng là 9.900 đồng một mét vuông. Đấy, còn bên Ruby thì là 8.200 đồng. Và cái phí gửi xe ô tô ở đây thì mỗi nhà được tối thiểu là một xe ô tô. Và phí gửi xe hiện tại là 1.200.000 đồng và phí xe máy là 66.000 đồng một tháng. Và điện nước anh dùng theo điện nước giá nhà nước thôi. Đó. Và anh hỏi là có được sử dụng bể bơi miễn phí không? Thì ở đây không được sử dụng bể bơi miễn phí anh ạ. Nhưng mà cư dân thì có thể là họ sẽ được một mức chiết khấu nào đó. Còn ở đây thì các tiện ích như là sử dụng bể bơi hay là phòng gym vẫn phải trả phí. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và tôi sẽ để link contact của em Long dưới phần mô tả. Nếu quý vị và các bạn nào muốn tham quan, quan tâm mua tại dự án Goldmark City thì hãy liên hệ với Long, bởi vì tiếp xúc với Long thì tôi cũng rất là đánh giá cao cái tâm huyết và hiểu biết của em về dự án này. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và hãy like, đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video hơn review dự án sắp tới của Housing nhá. Xin chào.